là một trong ba trường lớn ở Hà Nội với dấu ấn gần 100 năm tuổi. Trải qua bao thăng trầm, ngôi trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đã đào tạo biết bao lớp học sinh trưởng thành từ đây. Từng hàng cây, sân trường, lớp học đều nhuộm màu kỷ niệm, gợi nhớ bao ký ức học trò về những thế hệ học sinh khi có dịp trở về thăm ngôi trường. Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, trường đã đào tạo được hơn 27.000 học sinh. Rất nhiều học sinh đã được thành đạt từ ngôi trường này, trong đó có các nhà khoa học, các doanh nhân, các nghệ sĩ và học sinh đã cống hiến trên các lĩnh vực chính trị, khoa học của xã hội. Với tinh thần chuẩn bị cho 45 năm ngày thành lập trường, thì cựu học sinh cũng có nhiều dự án và tất cả những ý tưởng của cựu học sinh thì cũng được ban giám hiệu nhà trường và ban tổ chức hội trường đồng thuận. Được xây dựng từ năm 1923, lúc ấy có tên là École Normale Supérieure Đỗ Hữu Vị. Sau nhiều thay đổi, sáp nhập với trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu vào năm 1996, từ năm 1973 trở thành trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng như ngày nay. Trong những ngày này, trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng cùng các cựu học sinh qua các thời kỳ đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, với các chương trình văn nghệ chào mừng, gặp mặt các cựu học sinh. Đây sẽ là dịp để các thế hệ học sinh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện đã từng gắn bó sâu sắc với ngôi trường. Và một trong những nét độc đáo của các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường là sự hình thành chuỗi 28 bức họa vẽ trên tường nhà trường đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Hơn 30 năm ra trường thì cũng rất là vui khi mà được tham gia cái câu chuyện của trường. Thì việc đạo diễn tranh tường này cũng chỉ là một trong những cái hạng mục, nhiều trong những hạng mục thôi, nhưng mà rất là xúc động, nhất là khi mà mình chọn những cái bức tranh, những bức ảnh để chuyển thành tranh, những bức ảnh rất là cổ. Tham gia thể hiện chuỗi tranh tường này là ba họa sĩ trẻ đều tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Mỗi bức tường nhỏ là những hình ảnh quen thuộc từ hàng cây của phố Phan Đình Phùng đến cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, những gánh hàng hoa. Cả Hà Nội xưa thu nhỏ lại trên những dãy phố được bàn tay tài hoa của nhóm họa sĩ tái hiện lại một cách xuất sắc. Cảm thấy rất là tự hào vì ngôi trường của em đang học đang được khoác lên một bộ áo mới rất là đẹp. Vui hơn nữa khi mà ngôi trường của em đang được rất là nhiều mọi người quan tâm và biết đến hơn thêm nữa. Có tất cả 28 tác phẩm tranh, trong đó có 3 bức về trường Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về Thăng Long, Hà Nội xưa. Những bức tường cũ kỹ này được khoác lên mình một diện mạo mới tô điểm thêm cho Hà Nội, tạo nên một bối cảnh vô cùng hấp dẫn mà ngôi trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng dành cho du khách, con người Hà Nội mỗi khi có dịp ghé qua nơi đây.